Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu rất hay của Khiết Đan tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Hoàng, hai ván cờ phế xe tuyệt sát Nam Phương công tử Lệ Lý Huynh và Kinh Thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 Hà Văn Tiến.将军。将军。
将军。将军。将军。Pháo trước thối hai. Chơi đến đây thì kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 2, Lại Lý Huynh.
Jin. 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 Xe một bình bốn, ăn sĩ chiếu tướng. Chơi đến đây, Lam Phương công tử lại Lý Huynh đã buông cờ nhận thua. Vì nếu dùng sĩ ăn về xe thì lập tức bên đen sẽ chơi xe 5 tấn 2 chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của Khiết Đan tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.